Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và Trinh cảm ơn vì trong giờ phút này quý vị đã dành thời gian để theo dõi truyện trên kênh của Trinh. Tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện Con Hầu Thế Thân của tác giả Quyên Quyên. Bộ truyện này do tác giả Quyên Quyên vừa hoàn thành và Trinh dự định sẽ chia ra làm 5 tập. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe tập 1. Giọng bà Hai Xuân lạnh lót ở nhà trên. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà lại tổ chức cuộc họp gia đình. Nói là họp gia đình cho sang thế thôi. Chứ nhà ông bà Xuân có một đứa con gái, năm nay 20 tuổi đầu mà chưa có chồng. Học hành không ra gì, lại đua đòi, ăn chơi, quen thói chảnh chọe. Đợi cả buổi rồi mà chẳng thấy mặt con gái cưng đâu. Bà Xuân nóng lòng nhìn sang Út Lành quát. Con Lành, mày đi xuống phòng. Gọi cô Hai lên đây. Út Lành gật đầu, dạ vâng, rồi chạy nhanh xuống phòng cô Hai. Gọi mãi không thấy mở cửa, nên cô nhanh tay đẩy cửa vào luôn. Nhưng trong phòng chẳng có ai. Lúc này Lành mới tá hỏa lên, cô vừa chạy vừa gọi. Cô Hai ơi, cô Hai! Mà chẳng nghe ai trả lời. Lúc ông bà Xuân biết chuyện con mình bỏ nhà ra đi, liền đổ hết lên đầu Út Lành. Nói cô thân là đầy tớ bên cạnh mà không trông nom cẩn thận, không làm tròn trách nhiệm, để con ông bà đi mất. Bà Xuân tát cô một cái, rít lên. Mẹ mày, bảo mày trông cô, mà mày làm cũng chẳng xong. Bây giờ con tao đi mất rồi đó, mày tính làm sao? Út Lành cắn môi chịu đau, cúi mặt nhìn xuống đất. Cô không muốn mình phải khóc, nhưng mà rõ ràng, đó đâu phải lỗi do cô. Cô Hai Tâm đã 20 tuổi rồi, chứ có phải con nít đâu mà phải trông nom. Bà Xuân miệng thì chửi, tay định tát cái nữa cho hả giận, thì nghe ông Xuân nói. Bà thôi đi, tôi nhìn hoài đến chán. Con Tâm cũng có một phần tính nết giống bà, giờ trách ai được, đúng là con hư tại mẹ. Bà Xuân nghe ông Xuân nói thế, thì mắt long sòng sọc đạp vào người Lành một cái, làm cô ngã dúi ra sau. Ai chẳng biết bà Xuân đanh đá, hay trút giận lên đầu kẻ ăn người ở, nên nhà này ai cũng sợ. Ông nói cái gì đó? Ông nói con hư tại tôi à? Thế không tại ông chắc. Ai suốt ngày dung tiền cho nó? Ai? Tôi một phần thì ông cũng có một phần, đừng đổ lỗi cho tôi. Ông Xuân thấy bà Xuân sắp điên tiết nên hòa hoãn nói. Bây giờ đi tìm con gái đi đã, chứ bà ở đây đánh con nhỏ này có ích gì. Có lội ra con Tâm không? Bà quýt ông Xuân một cái sắc lẹm, nói. Đánh phải đánh, biết đâu nó thông đồng cho con Tâm, tìm cách chạy đi, thà đánh làm còn hơn bỏ sót. Bản tính đa nghi của bà Xuân đã ăn vào máu, nên từ lúc Út Lành làm ở nhà này đến giờ, đã chịu không ít đòn roi oan mạng. Ông Xuân không nói được vợ, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đêm đó, tất cả mọi người trong nhà đều đi tìm cô Hai Tâm. Ông Xuân dặn rất kỹ là phải tìm trong im lặng, không được để ai biết. Cái ông bà Xuân không ngờ đến nhất là từ sáng cô Hai Tâm chưa hề ra khỏi nhà. Đợi lúc mọi người đi hết, cô ta mới chạy ra xe ngựa, đi thẳng một mạch lên tỉnh. Ai cũng thắc mắc vì sao cô Tâm lại phải trốn như thế. Giống nhà này đâu eo bức bóc lột gì cô ta đâu. Ở nhà này cô Hai Tâm muốn gì được đó. Chẳng qua là mấy năm trước bà Xuân thua bài nên cần một số tiền lớn. Còn ông Xuân thua đá gà cũng mót túi, nên ông bà có nhận sinh lễ của nhà ông Thịnh trên huyện trước để trả nợ. Sao nhà mới phất lên luôn. Mà lúc đó ông Thịnh lại không nói là sẽ cưới con gái ông bà Xuân cho cậu nào. Nhà ông Thịnh có hai người con trai. Người anh tên Thịnh Phát, cao ráo, đẹp trai, đảm nhận việc làm ăn của gia đình, là con của bà Hai Thu. Còn người con trai út tên Gia Vĩ bị liệt nửa người,
do lúc nhỏ bị biến cố. Cũng đẹp trai, nhưng mỗi tội hơi khù khờ không ổn định. Cậu Vĩ là con của bà ba. Bà ba mất từ sớm, nên trong nhà này cậu Vĩ không có chỗ dựa, sống lay lắt từ nhỏ. Mới đây ông Thịnh còn cưới thêm bà Tư. Vốn ông Thịnh trăng hoa, nên bà Tư này chỉ vừa tròn 20 tuổi. Đến nay, ông Thịnh cho người sang nhà ông bà Xuân thông báo rằng 3 ngày nữa sẽ qua đón dâu. Lần này ông Thịnh cũng nói rõ là lấy vợ cho cậu Vĩ, vì cậu Phát hiện đang đảm đương công việc của gia đình do chưa được tuổi nên không được lấy vợ. Hôm đó, ông Thịnh cũng nói là thầy bói kêu rằng năm nay nhà ông phải thêm người thì mới thêm của được. Mà vấn đề là phải cưới vợ cho con, nên ông Thịnh mới sang nhà ông bà Xuân để thông báo. Ông bà Xuân bấy giờ làm ăn phát đạt, mà nghe con gái mình phải lấy một thằng què lại còn bị điên thì cũng e ngại lắm, liền đề nghị được trả lại số bạc đã vay mượn cả gốc lẫn lãi để không phải gả con gái cưng cho người tật nguyền ngu ngốc. Nhưng ông Thịnh nào có đồng ý. Ông ấy nói nhà mình không thiếu tiền, và lấy giấy nợ ra, trên đó đã có điều kiện rõ ràng, giá nào cũng phải gả con gái cho nhà ông Thịnh. Nếu không gả thì kiện lên quan, mang chữ thất tín là ông bà Xuân khỏi làm ăn gì. Vì vậy nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Cô Hai Tâm bỏ nhà ra đi. Lúc nghe cha mẹ mình nói chuyện, cô Hai đã dậy đồng đỏng lên cắt cổng. Không, con không lấy thằng què, cũng không lấy thằng khùng. Ai đời xinh đẹp như con lại đi lấy chồng tật nguyền què quặt. Cha mẹ gả ai đó gả đi, con không gả. Mặc cho ông bà Xuân khuyên nhủ hết lời, nhưng vẫn không có tác dụng. Chẳng những thế, Quỳnh Tâm còn tuyệt thực hẳn mấy ngày. Ngày nào cô Hai không ăn cơm là Úc Lạnh bị đánh ngày đó, chật vật vô cùng. Mà cô Hai Tâm có phải hiền lành gì đâu, cũng ăn chơi đua đòi, nghe đâu còn nuôi cả đàn ông bên ngoài kia mà. Ông bà Xuân cũng biết, nhưng mặc kệ, nhắm mắt làm lơ. Ỷ nhà mình giàu, sau này có gì bắt đại một đứa về làm rể là xong ngay. Qua hai ngày mà không tìm được tung tích của con gái, ông bà Xuân lo sốt gió cả lên. Vừa lo vừa mừng. Mừng vì nếu không tìm được con gái thì không phải gả cho thằng què. Còn lo lắng là ngày mai nhà ông Thịnh qua đón dâu lại không có cô dâu, thì nhà ông bà tán gia bại sản mất. Bà Xuân vẫn cho người trang trí nhà cửa bình thường, còn ông Xuân thì đang tìm lý do hợp lý để dẹn cả đôi đường. Người ta nói trong cái khó, ló cái khôn. Tự dưng ông bà Xuân gọi hết người làm trong nhà lên, đứng thành một hàng. Ai cũng thắc mắc không thôi. Dì Tư đứng kế Úc Lạnh, quýt tay vào cô, che miệng hỏi nhỏ. Bộ nãy giờ, ở nhà trên này có chuyện gì hả Lạnh? Sao tự dưng kêu lên đây hết vậy? Cô nhìn dì Tư, lắc đầu trả lời không biết. Mà Úc Lạnh không biết thiệt, cô đang loay hoay lao bàn ghế để mai ông bà Xuân đón khách thì bị kéo ra đây, ngơ ngác không kém. Đợi cho đông đủ, bà Xuân uống xong ly trà thắm giọng, nhìn hết một lượt rồi mới nói. Mấy thằng được rửa, với mấy người hơn 25 tuổi, đi xuống dưới làm tiếp công việc của mình. Còn mấy đứa con gái 15 đến 25 thì ở lại đây. Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn lại dọn dẹn 4 người. Còn Tí 16 tuổi, người hơi béo. Con Thịnh thì 15 tuổi ốm nhách còi xương. Con Chuột thì 17, thấp lùn, mặt lại mụn chi chích. Còn Úc Lạnh tròn 20, ngoài cái da hơi ngăm thôi, chứ dáng người có nét tương đồng với Quỳnh Trâm nhất. Ông bà Xuân nhìn nhau gật gật đầu nói. Con Lành, ở lại đây. Ba đứa kia xuống dưới dọn dẹp đi. Con Tí, giao chuyển đồ con Lành qua phòng cô Hai bay đi. Úc Lạnh đang ngơ ngác, không hiểu gì, thì bà Xuân nói tiếp. Con Lành, ngày mai mày gả thay cho cô Hai mày. Tại mày mà cô Hai mày mới trốn được. Trách nhiệm này là của mày. Úc Lạnh nghe thế thì xua tay dập đầu liên tục nói. Dạ dạ, con cắn rơm cắn cỏ lại ông bà. Con biết con có tội, nhưng ông bà xử con sao cũng được. Đừng gả con đi mà. Con làm trâu làm ngựa cho ông bà cả đời cũng được. Ông bà làm vậy, có khác nào giết con không bà ơi? Ông bà tha cho con. Bà Xuân nghe Úc Lạnh nói thế thì khó chịu ra mặt. Bà bảo ông Xuân đi lấy giấy nợ rồi đứng lên chỉ vào đầu Úc Lạnh nói. Mày không muốn làm việc tao bảo cũng được, nhưng số nợ hơn 600 đồng này của mày,
mày phải trả liền ngay bây giờ. Nếu trả được á, thì mày đi. Còn không á, thì cứ theo tao bảo mà làm. 600 đồng. Úp Lạnh nhớ rõ ràng, bà ngoại cô chỉ nợ có 200 đồng tiền thuốc thang và lo ma chay cho cha mẹ cô. Nay làm sao mà lên đến 600 đồng thế này? Cô thắc mắc dạ thưa. Thưa bà, nhà con nợ có 200 đồng thôi. Sao bây giờ lại lên đến 600 đồng? Với mấy năm nay, con làm tiền công trừ dòng nợ cũng không đến mức nhiều như thế. Bà Xuân đạp vào lưng Úc Lành một cái, làm cô ngã dúi, khinh khỉnh nói. Tiền công của mày được 20 đồng mỗi tháng. Nhà tao còn phải cơm nước, chỗ ở, có phải chùa đâu mà miễn phí. Cho mày lương 10 đồng mỗi tháng. Mày ở đến nay 3 năm, là 36 tháng, dị chi là 360 đồng. Mà mỗi năm tiền lời là 150 đồng. Bà mày thiếu từ lúc mất đến nay là 5 năm, là tiền lời là 750 đồng. Trừ đi 360 đồng của mày, còn 390 đồng. Nhưng tao đã nói, từ năm thứ 3, tiền lời lên 250 đồng một năm. Vậy tức là 2 năm nay là 500 đồng. Tao thương tình trừ bớt cho, giờ còn 600 đồng. Vậy thì mày còn thắc mắc gì nữa không? Nhưng... Úc Lành chưa nói xong, bà Xuân đã gạt sang một bên nói. Nhưng nhị cái gì? Bà mày nợ, nay bà mày chết rồi, thì mày phải trả. Chẳng mày muốn để bà mày với âm tàu địa phủ gửi giấy tiền vàng mã lên, trả cho nhà tao à? Ông Xuân nghe bà Xuân nói thế thì rùng mình, dội quát. Bà nói cái gì vậy? Lưng ta lên tin. Rồi ông ta nói. Bà chết, thì cháu trả. Đó là luật. Mày muốn bà mày mang nợ, đến khi chết mấy năm rồi, vẫn còn nợ, để không được siêu thoát đầu thai à con? Nếu bây giờ mày chịu gả thay cho cô hai, thì tao xóa nợ. Chẳng thế, tao còn chuẩn bị của hồi môn cho. Mà này, mày còn trinh không đó? Bà Xuân nghe chồng mình hỏi thế, thì lòng lộn lên. Ông hỏi nó còn trinh không làm gì? Đến ăn nó hả? Bà bị điên hả? Bà không hỏi, đến khi sang đó, người ta phát hiện nó không còn á, thì mình lại mang tiếng à? Thông minh lên tí, cho tôi nhờ. Thằng què đó làm ăn được gì? Bà không hỏi chi cho mắc công? Đến đái tiện còn cần có người làm cho. Úc Lành nghe đến đoạn đó thì ấm ức. Hai hàng lệ chảy dài. Thì ra ông bà Xuân không muốn gả con mình cho một người như thế, nên mới bày ra kế này. Thật hèn hạ. Cô biết mình thấp cổ bé họng, không thể làm gì khác, nên bất chấp đứng lên nói. Vậy ông bà, phải viết giấy xóa nợ cho bà con, và cam kết từ nay không còn liên quan đến con thì mới được. Ông bà Xuân mừng húm, vội vàng gật đầu, sai người lấy giấy bút ra viết cam kết xóa nợ. Giấy có hiệu lực từ lúc Úc Lành về bên nhà bên kia. Rồi đưa cho cô một bản, ông bà giữ một bản, điểm chỉ trong đó rõ ràng. Ngày rước dâu cuối cùng cũng đến, ông bà Xuân niềm nở đón tiếp. Trước khi nhà trai qua, ông bà Xuân có hăm dọa, cấm tuyệt đối người làm trong nhà hé miệng ra nửa lời về việc cô hai bỏ nhà đi và việc Úc Lành gả thay. Nếu đứa nào dám nói thì bị đánh không cần lãnh lương. Lúc đó tiền lương thì ít, kiếm ra cực khổ mà vật chất leo thang, nên chẳng ai dám hó hé. Người giàu lúc đó có tiền là có quyền, chỉ tội những người nghèo thấp cổ bé họng. Lúc nhà ông Thịnh sang cũng long trọng lắm, trong khi mọi người ở ngoài làm lễ, trong phòng con bé Chuột vuốt vuốt tà áo cho Úc Lành, miếu máu nói. Chị Lành, sao chị đồng ý làm gì? Cứ để cho ông bà tự tính đi. Chứ chị vậy mà lấy người không lành lặn thì thiệt cho chị quá. Úc Lành nhìn con Chuột miếu máu, hai mắt nó đỏ hoe cả lên mà xót. Ở nhà này, trừ chủ ra, thì tôi tớ đối xử với nhau rất hòa đồng. Mọi người ai nấy nói cười rộn ràng, thương mến nhau lắm. Này nghe tin Úc Lành bị ép như vậy thì ai cũng bất lực, chẳng thấy làm gì được. Cô kéo tay con Chuột trấn an. Không sao, đằng nào cũng phải lấy chồng. Giờ gả vào nhà giàu thì cũng sung sướng hơn thắp cổ bé họng. Em đừng lo, chị nhất định không quên mọi người đâu. Đang định nói nữa thì bà Xuân vào dục. Mẹ mày, nhanh lên coi, ra ngoài người ta đang đợi. Liệu hồn mà làm đúng những gì tao dặn, không thì đừng trách. Úc Lành không trả lời bà Xuân. Cô đứng lên đi thẳng ra cửa phòng, rồi để bà Xuân dắt tay đi ra nhà trên. Vừa thấy ông Thịnh, cô gật đầu lễ phép chào hỏi, làm ông ấy hài lòng lắm.
sinh lễ nhà trai mang qua, bao gồm 10 cây vàng, 1.000 đồng, hơn 20 sáp vải lụa tơ, cùng một số trang sức khác. Bà Xuân thấy sinh lễ như thế thì lóa mắt, cười hì hì suốt cả buổi. Đến đoạn trao của hồi môn cho cô dâu, thì ông bà Xuân sượng mặt. Ông Xuân mặt buồn rầu, nhìn Út Lành nói. Cha mẹ mấy năm nay làm ăn không được, nên cũng cố gắng dùng dáng gom góp cho con được cây vàng để con mang theo chồng. Con đừng có buồn, nhà anh xui chắc chắn không bạc đãi con đâu. Bà Xuân cũng ráng nặn ra được mấy giọt nước mắt, lấy khăn tay chậm chậm không nói được nên lời. Thật ra trong lòng bà ta đang mừng thầm vì còn lời được 9 cây vàng cùng với 1.000 đồng mà không phải mất con gái, thì quả là trời cho gia đình bà số hưởng. Ông Thịnh vốn không quan trọng của hồi môn gì đó của nhà gái, gả con đi là coi như bán con cho người rồi, sau này đừng can hệ gì là được. Thường thì hai gia đình góp vốn lại để con cái làm ăn, chứ ai đời lại muốn thâu tóm cả dạng cưới của con ruột mình rồi đi rêu rao đâu. Mà cho ít cũng phải cho, để con gái mình không bị thiệt với nhà trai, sau này con mình có tiếng nói sẽ không khổ. Nhưng mấy ai suy nghĩ được như thế. Bà Xuân thấy tiền là sáng mắt, ông Xuân thì khỏi phải nói rồi, với bao nhiêu tiền vàng đó tha hồ mà chơi chọi gà. Lễ nghi xong xuôi, Úp Lành theo chân đoàn rước dâu về nhà ông Thịnh. Cô ngồi trên xe ngựa với hai người nữa, một là bà Tư và ông Thịnh, còn trẻ và đẹp lắm, chừng hơn cô dâu 3-4 tuổi thôi. Còn một người nữa là con Tình, người hầu của bà Tư. Đáng lẽ người làm không được ngồi xe ngựa chung với chủ đâu, nhưng bà Tư vốn trước nay hiền lành nên thương Tình cho ngồi chung. Còn ông Thịnh thì đi xe riêng để tiện hút xì gà. Bà Tư tên Liễu, nhà ở tuốt trên tỉnh xa xôi, mới về nhà này làm vợ ông Thịnh chưa được nửa năm. Thấy Út Lành e ngại ngồi khép nếp, bà Tư mới cười hiền nhìn cô nói. Không cần phải sợ tôi đâu, tôi cũng mới về nhà mình được gần nửa năm thôi. Về xưng hô thì cứ gọi tôi là dì Tư là được, mợ ba cứ thoải mái nhé, tôi cũng chẳng hơn mợ bao nhiêu tuổi. Út Lành gật đầu. Dạ, dì Tư. Sau khi về đến nhà, lúc này Út Lành mới chính thức gặp chồng của mình. Cậu ngồi trên chiếc xe gỗ, tay cầm con cào cào bằng lá dừa, mặc đồ cưới, cười toe toét ngơ ngơ. Phải nói cậu đẹp, đẹp trai một cách bất ngờ, khiến Út Lành há hốc miệng. Đúng là ông trời không cho ai thứ gì hoàn hảo cả, được cái này, mất cái kia, giống như cậu ba chồng cô vậy. Ông Thịnh nhìn gia vị nói, đây, cha cứ vợ cho con đây, đẹp không? Mai mốt có người chơi cùng rồi, không phải buồn nữa đâu. Cậu ba Vĩ cười ngô nghê, ngước lên nhìn Út Lành, miệng kêu như con nít mới biết nói. Dạ, dạ. Chơi, chơi nhà chòi, ngủ chuồng heo, vợ ra chuồng heo chơi nhà chòi, ngủ chuồng heo. Út Lành biết người trước mặt là chồng mình, thấy cậu ngô nghê vậy, cũng thương, khổ, đẹp trai mà lại bị khùng. Ông Thịnh nghe cậu ba nói vậy thì phì cười, vuốt đầu cậu nói. Bậy, sao mới có vợ mà rủ vợ ra chuồng heo ngủ, đâu có được, phải dắt vợ vào phòng ngủ mới đúng. Cậu ba vẫn ngô nghê, nói như hét. Cha, cha, ra chuồng heo, ngủ. Ông Thịnh cười trừ, không nói gì, nhìn sang thằng Nô nói. Mày đưa cậu với mợ về phòng đi, rồi bày mâm trong phòng cho cậu mợ ăn luôn. Để ngoài này, tao tiếp khách khứa. Gần đến giờ rồi, nhớ, canh cho kỹ vào. Thằng Nô vâng dạ, rồi quay sang Út Lành nói. Thưa mợ ba, mời mợ đi theo con ạ. Út Lành gật đầu. Cô thử biết tại sao ông Thịnh lại muốn cô và cậu ba ở yên trong phòng. Nhà có tiệc, ai lại muốn thả cậu ba thần trí không bình thường ra ngoài bao giờ. Mặc dù hôm nay là ngày vui của cậu ba, Út Lành vừa thấy thương, vừa thấy xót cho cậu ba. Thôi thì từ giờ, có cô rồi, là một người vợ, cô sẽ cố gắng dung đắp, lo lắng và làm tròn trách nhiệm với cậu ba. Đi một lúc, thằng Đô cũng chỉ nhà bếp và cô giật tắm rửa cho cô. Nhà này được cái rộng gấp 3 lần nhà ông bà Xuân, chia ra làm 4 gian rộng rãi và riêng biệt. Gian đầu là để tiếp khách, sau nữa là đến gian ông Thịnh và vợ, tiếp đến là gian nhà cậu hai, sau cùng gian bé nhất cũng là gian nhà cậu ba. Nhưng được cái, gian cậu ba có bếp riêng,
tách biệt hoàn toàn với các gian khác. Nói cho vui thì cậu được cho ở riêng thoải mái, còn nói thật thì chẳng khác nào là cái lòng nhốt cậu ở đây cả. Phía trên là một thế giới của những người bình thường, còn dưới đây là thế giới của cậu, riêng mình cậu. Khi đến được phòng cậu, thằng Nô đẩy cậu ba vào phòng rồi quay sang nói với cô. Mở trong cậu ba giúp con một lúc, con dọn đồ ăn lên ngay. Út Lành gật đầu, cô nói thằng Nô cứ từ từ không sao. Rồi cô nhìn cậu ba chơi cào cào, vì đội cái mấn dướng díu nên cô tháo ra. Cậu ba thấy cái mấn thì đòi lên giãy giụa. Cho vĩ, đổi cho vĩ. Út Lành mỉm cười, cô đội mấn lên cho cậu rồi nói. Chà, cậu ba đội mấn đẹp ghê. Đẹp, đẹp, đẹp như Hà Bá. Nghe cậu ba nói mà cô cười khì. Đúng là lấy chồng ngu ngây còn đỡ hơn lấy chồng vũ phu. Thấy cậu ba đang vui vậy nên cô hỏi, cậu ba tên gì? Gia Vĩ đang cầm con cào cào đầu đội mấn nhìn Út Lành nói, Gia Vĩ. Vĩ tên tôi. Vợ, vợ tên gì? Tôi tên Út. À không, em tên Tâm, Quỳnh Tâm. Cô đớ người mất một lúc, mém chút là cô quên mình đang là Quỳnh Tâm. Đang yên đang lành, tự dưng cậu ba hét lên, ném cái mấn vào mặt Út Lành, làm cô trở tay không kịp. Mấn trúng vào mũi cô nên hơi đau. Ăn cơm, đói, đói. Vì đau nên cô xoa mũi một lúc, sau đó nhìn cậu nhẹ nhàng, nói trong ánh mắt không hề có sự tức giận nào. Cậu đợi chút, nồi sắp mang cơm lên rồi, chút xíu nữa thôi là có thể ăn. Út Lành đâu biết thằng Nô đứng ngoài cửa nãy giờ, nó muốn xem cậu sẽ quậy cô như thế nào thôi. Cũng muốn xem phản ứng và thái độ của cô khi ở một mình với cậu. Ai dè bị cậu ném trúng mũi đau như vậy mà cô vẫn không cáo gắt. Nó thầm vui trong lòng, đợi thêm một chút nữa nó mới bê mâm cơm vào phòng. Vừa thấy nó, cậu quát lên, Nô, đưa tao đi vậy. Thằng Nô đặt mâm cơm xuống bàn, mặt nó đỏ bừng vì nhịn cười. Nó quay sang chỗ khác nên Út Lành không thấy. Sau khi lấy lại được cảm xúc bình thường, nó mới quay sang nói với cô. Dạ, mợ ba cứ ăn cơm trước đi. Cậu đi nhà xí hơi lâu, mợ đừng đợi. Cả hôm nay mợ đi đường xa chắc mệt rồi. Mợ ăn xong cứ nghỉ ngơi đi ạ. Nói rồi, nó đẩy cậu ba đi một mạch, không kịp nghe cô nói gì. Út Lành nhìn theo bộ dạng đẩy xe chạy nhanh thục mạng của thằng Nô mà buồn cười. Chắc cái nết cậu ba cũng dữ lắm nên thằng Nô mới gấp như vậy. Nãy giờ xuống phòng, nhưng Út Lành chưa nhìn xung quanh. Bây giờ chỉ có một mình cô trong phòng nên tiện thể quan sát nơi ăn chốn ở của mình. Toàn bộ căn phòng ngăn nắp và gọn gàng vô cùng, giống như là chủ nhân của nó có nếp sinh hoạt rất chuẩn mực, không giống phòng của một người không bình thường. Giường gối cũng sạch sẽ và thơm tho, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Út Lành. Cô nghĩ bụng, chắc có thằng Đô dọn dẹp nên mới khác biệt như vậy. Chứ lúc cô thấy cậu thì làm sao ở sạch như thế này được. Út Lành vừa nghĩ vừa xoa cái mũi lúc nãy bị đau của mình. Đau thật đó, nhưng ai lại đi chấp nhất với người tâm trí như đứa trẻ lên năm bao giờ. Cái đau này làm sao so với việc bị đánh ở nhà ông bà Xuân. Ở đó Út Lành còn bị đánh đau đến mức không bỏ xuống giường được. Không phải nói chứ, phía sau lưng Út Lành vẫn còn những vết thẹo gan dọc do bị mẹ con bà Xuân lấy cây củi đánh vào mấy năm trước. Mà lý do bị đánh thì rất lãng nhách, chỉ vì lưng cô trắng hơn con gái bà ta. Nhớ lại những ngày tháng đó, Út Lành cười nhẹ. Dù sao bây giờ làm dâu nhà giàu rồi, chắc không đến nỗi bị hành hạ như lúc ở nhà ông bà Xuân đâu nhỉ. Quay trở lại với thằng Nô, nó đẩy cậu xuống bếp, đến phía nhà xí, đến chỗ không ai để ý mới đứng lại thở phì phò nói, trời đất ơi cậu, cậu nặng thật đó, con đẩy muốn hết cả hơi, đuối cả sức. Gia Vĩ bấy giờ nghiêm mặt, tựa như một người hoàn toàn bình thường. Cậu đứng dậy đi lại vài bước, chắp tay sau lưng, nhìn ra xa xăm nói, ngày mai mày đi hỏi thăm xem con gái ông bà Xuân đang ở đâu. Thằng Nô ngơ ngác gãi gãi đầu hỏi lại, dạ, ủa mà cậu, con gái ông bà Xuân ở trong phòng cậu chứ đâu? Mai còn đi hỏi gì cậu, cậu quên hả? Không phải, người trong phòng không phải cô hai nhà đó. Sao cậu biết? Bộ cậu thấy mợ Tâm thiệt rồi hả cậu? Gia Vĩ không nói gì thêm, cậu gằn giọng, kêu mày đi thì đi đi, ở đó mà hỏi.
tí ra chuồng heo mà ngủ. Thằng Đô không dám nói gì nữa, nhưng trong lòng nó vẫn thắc mắc làm sao cậu biết cây mợ trong phòng đó không phải là cô Hai Tâm. Thắc mắc thì phải đi tìm hiểu, thế là nó định bụng sáng mai đi lân la để hỏi cho ra lẽ mới được. Vì ở nhà này, cậu của nó chịu đựng là kẻ điên kẻ khùng suốt mười mấy năm trời, chỉ để đợi đến ngày tra ra được kẻ chủ mưu năm đó đứng sau cái chết của mẹ và chị gái cậu. Cả kế hoạch đang dần đến bước cuối cùng thì tự dưng ông Thịnh lại đi cưới thêm một người vợ cho cậu. Làm mọi việc không đi theo kế hoạch được định sẵn, nên buộc phải thêm một kế hoạch dự trù. Cả cái gia sản này là tất cả tình yêu mà mẹ cậu, bà ba đã dành cho ông Thịnh, một người chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng khi ấy. Lúc bà Lê, mẹ cậu cãi lời cha mẹ, cũng tức ông bà ngoại của Gia Vĩ lấy ông Thịnh, thì ông bà ngoại đã từ mặt mẹ cậu. Lúc đấy, vợ chồng rau cháo có nhau rất hạnh phúc, nhờ tài buôn bán và tính toán của bà Lê mà ông Thịnh phất lên như diều gặp gió. Chỉ trong vài năm thôi mà đã làm ăn khấm khá vô cùng, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Cái sạp bán gạo và trấu nhỏ xíu ngày nào bây giờ đã trở thành một cơ ngơi đồ sộ nằm ở khắp các tỉnh lớn nhỏ. Đó là cách bà Lê làm ăn cũng như nhân rộng ra. Gạo bà bán giá bình dân, có nhà nào khổ quá bà sẵn sàng lấy giá gốc hoặc phát miễn phí hay là cho ghi sổ nợ. Có thể một ký gạo bà lời không nhiều, nhưng cái quan trọng ở đây là thà lời ít mà được tiếng thơm còn hơn buôn bán cắt cổ mà không lấy được đồng nào từ người mua. Tài ăn nói duyên dáng, nhẹ nhàng, giúp bà Lê rất nhiều. Xưởng gạo bắt đầu buôn bán, bỏ giá sỉ cho các thương lái khác. Nhờ bà đối xử khôn khéo, không trả giá ép người nông dân, mà bà Lê rất được lòng mọi người. Các lái buôn khác nhiều lần tìm đến gốc rễ để nhập gạo. Họ sẵn sàng trả giá cao hơn, nhưng chẳng một ai bán cho họ cả. Bà Lê có tình giúp đỡ họ lúc khó khăn, thì họ có nghĩa lại với bà Lê. Bản đi hơn 3 năm sau, lúc này bà Lê đã sinh được một trai, một gái. Con gái đầu lòng tên Gia Nghi, vừa tròn 1 tuổi thì bà cấn bầu bé thứ hai. Gia Vĩ bây giờ, khỏi phải nói, ông Thịnh đã vui thế nào khi nhà đủ nếp đủ tẻ. Nhưng giàu rồi thì sanh tật, nhìn dáng người sồ sề của bà Lê mà ông Thịnh ngày càng xa cách lạnh nhạt. Đỉnh điểm là khi Gia Nghi lên 6, còn Gia Vĩ lên 5, ông Thịnh dắt một đứa con trai ngoài giá thú về, lớn hơn cậu 2 tuổi và chị cậu Gia Nghi 1 tuổi. Tiếp theo đó là một người phụ nữ sắc nước hương trời khác và tuyên bố đó là vợ ba của mình. Bà Lê vì chuyện đó mà đau lòng đến bệnh liệt giường. Tình nghĩa vợ chồng son sắc tàu khang không bằng một mối quan hệ mèo mã gà đồng, không đáng một xu. Nghĩa vợ chồng đối với bà Lê bây giờ giống như đống tro tàn nguội lạnh, củi cháy hết rồi chỉ còn tro. Gió thổi đi đến nơi nào mặc gió, mây muốn đến đâu mặc mây. Không lâu sau đó, bà Lê qua đời trong trận cháy ở phòng riêng có cả cô Hai Gia Nghi. Trong đó và số phận của Nghi cũng khép lại ở tuổi lên 6. Ông Thịnh nói vì Gia Nghi nghịch nên đã làm đổ ngọn đèn dầu rồi mới cháy lan ra. Bà Lê và cô Nghi mất vì ngạt khói. Khi người làm dập được lửa thì thấy bà Lê tay vẫn còn ôm chặt con gái mình. Mọi người ai nhìn cảnh đó cũng xót xa vô cùng. Mọi người ai nhìn thấy cảnh đó cũng xót xa vô cùng, không cầm được nước mắt. Ai cũng đều biết bà Lê bị bệnh nặng nên ảnh hưởng đến hai chân, không thể đi lại được bình thường. Cái khó hiểu ở đây là chẳng lẽ lúc đó bà Lê không ngửi thấy mùi khét hay sao? Và cái khó hiểu hơn nữa là cô Nghi đã 6 tuổi, vốn thông minh mà lại nghịch ngọn đèn dầu để cháy lan cả phòng sao? Nhưng thắc mắc thì chỉ dám giữ trong lòng, chứ làm sao mà dám nói ra ngoài miệng được. Cùng lúc đó, cậu Gia Vĩ ở phòng riêng nên may mắn thoát nạn. Chứ thường ngày, vào giờ này cậu và chị mình sẽ sang phòng bà Lê chơi. Lúc người ta hô hoáng cháy, bà Dú chăm sóc cậu từ nhỏ vì quá hoảng loạn nên đã ôm cậu chạy sang phòng bà Lê. Đứa bé trai vừa lên năm ấy chứng kiến toàn bộ sự việc. Tận mắt nhìn thấy mẹ và chị gái mình nằm bất động trên giường, cả người bám khói, đen ngòm. Cậu không hề khóc, cũng chẳng hề kêu la như bao đứa trẻ khác. Cậu im lặng đến lạ thường, cứ đưa mắt nhìn về phía mẹ và chị gái. Tâm trí cậu như cào xé. Một đứa trẻ vừa lên năm đã ngước lên hỏi bà chú một câu mà nghe xong ai cũng đau lòng.
Có phải nếu hôm nay con không ngủ thì con sẽ nằm ở đó cùng mẹ và chị Nghi không Vú? Lúc đó ông Thịnh nhìn thoáng qua bà ba, cũng tức bà Mỹ, dên mắt phức tạp. Không phải ông ta không buồn, mà là vì sĩ diện, đàn ông, nên không thể khóc trước mặt gia nhân được. Nhưng việc người vợ đầu ấp tay gối của mình vừa mất đi, nằm lạnh lẽo ở đó cùng với đứa con gái cưng của mình, so với việc sĩ diện đàn ông thì có nghĩa lý gì đâu chứ. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một lý do để biện minh cho sự lạnh lùng có mới, nới cũ của ông Thịnh mà thôi. Vì việc ma chay bận biểu nên ông Thịnh và mọi người không ai chăm nom và quan tâm đến cậu Vĩ. Ngày hôm đó chẳng biết vì sao cậu lại trượt chân, té ngã ao sen ngay sau nhà. Ao sen này nước sâu lắm. Cậu chới giới dùng dãy giữa cái ao rộng lớn đó, những tưởng là chết vì ngạt nước rồi. Nhưng không may mà thằng Nô lúc đó hơn cậu 2 tuổi mới vào nhà này làm, thì thấy rồi hô quán. Sau đó nó liền nhảy xuống cái ao sen cứu cậu lên. Khi ông Thịnh biết tin thì tức tốc chạy xuống phòng cậu. Nhìn thấy đứa con trai mình nằm đó, mặt tái mét đi vì lạnh, ông xót xa vô cùng. Vì việc nhà đang rối rắm nên thằng Nô được ông Thịnh phân công chăm sóc cho cậu Vĩ, là người làm bên cạnh cậu Vĩ luôn đến tận bây giờ. Sau một trận náo loạn như thế thì cậu ba, tức Gia Vĩ, cũng dần tỉnh lại khi trải qua những cơn sốt thập tử nhất sinh. Nhưng điều đau lòng ở đây là thầy Lan kết luận với ông Thịnh rằng cậu Vĩ có thể sẽ không đi lại được nữa. Và vì bệnh ngâm quá lâu, cũng như đã trải qua cú sốc về việc mẹ của mình, nên tâm trí, ý thức của cậu cũng sẽ có vấn đề. Nghe xong, ông Thịnh không thể đứng vững được nữa. Ông ta ngã khuỵu xuống ghế. Bất lực, có lẽ là từ ngữ để chỉ cho cảm xúc của ông Thịnh lúc này. Từ hôm đó, không biết ai lan truyền ra rằng nhà ông Thịnh chỉ có 2 đứa con trai. Đứa lớn khôi ngô tuấn tú, giỏi giang bao nhiêu, thì đứa nhỏ điên dại và tật nguyền đến tội nghiệp bấy nhiêu. Trở lại dốt lành, cả ngày mặc bộ áo dài cưới không thoải mái chút nào. May mà lúc ra xe ngựa về bên này, còn chủ có đưa cho cô một giỏ đồ, nên bây giờ mới có cái để tắm. Nhìn mâm cơm nguội lạnh trên bàn, cô thở dài, định bụng tắm xong sẽ mang xuống bếp hâm lại cho nóng để cậu dùng. Nói mãi mới nhớ, trong gian nhà của cậu ba chỉ có mỗi thằng Nô là người làm, còn lại đều ở nhà trên. Có heo bò gà gì cũng một tay thằng Nô, cơm nước cũng một mình nó. Không phải ông Thịnh không thương cậu ba, mà là do không ai ở được với cậu ngoài thằng Nô. Ai cũng sợ cậu. Đợt trước con lùi ở nhà trên xuống mới một ngày mà cậu nhốt nó ngoài chuồng heo, bắt nó làm heo ăn cám, không ăn thì cậu đánh, nên nó phải cố mà ăn. Tối hôm đó nó đến phòng ông Thịnh với bà Mỹ quỳ lạy khóc lóc van xin đến ngất đi mới được trở lại nhà trên. Cứ ông Thịnh đưa xuống người nào thì cũng phải ra chuồng bò nhai cỏ hoặc ra chuồng vịt, chuồng gà ăn thóc ăn lúa, nên từ đó không ai dám xuống gian nhà dưới của cậu ba nữa. Ông Thịnh cũng bất lực nên thôi. Ban nãy thằng Nô có chỉ cô nhà tắm ở đâu nên cô đi thẳng một mạch xuống. Trời chập choạng tối, Út Lành cầm trên tay ngọn đèn dầu để soi đường đi. Xung quanh im lặng, chỉ nghe tiếng mũi kêu do de. Vì đã quen với cảnh này nên Út Lành không sợ, chứ gặp người khác chắc là thấy cảnh âm u chạy té khói từ đời nào rồi. Vừa xuống tới ngã rẽ nhà tắm, cô thấy lờ mờ một bóng người rất cao đang đứng quay lưng cách mình chừng 10 bước chân. Nghĩ là thằng Nô nên đánh tiếng hỏi nhỏ. Nô hả Nô? Ngoài đó là nhà tắm đúng không? Nhưng không nghe thấy ai trả lời. Út Lành đưa đèn ra xa một chút để thấy rõ hơn, nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì nghe thằng Nô trả lời. Cái bóng đó vẫn đứng bất động. Là con đây mợ. Nhà tắm ngoài này mợ ạ. Mà tối lắm, mợ đứng đợi con một chút, con đẩy cậu vào đã. Út Lành ừ một tiếng rồi đưa tay xuống đập mũi. Mấy con mũi ở đây thành tinh hết rồi hay sao? Thấy cô đập là bay đi chỗ khác. Đến khi thằng Nô đẩy cậu đến trước mặt thì Út Lành mới thôi không đập mũi nữa. Thấy cậu ba im lặng hoàn toàn, không giống buổi chiều, nên cô có hơi thắc mắc. Quýt vào tay thằng Nô hỏi nhỏ. Nô, cậu sao vậy? Sao im lặng vậy? Thằng Nô gãi đầu, suy nghĩ một chút. Rõ ràng khi nãy nó đang đi vệ sinh gần đó, may mà nghe tiếng mợ gọi nên trả lời, chứ không là lộ chuyện rồi. Giờ còn gặp cậu ba im lặng bất thường nữa, trời ơi, có khổ không cơ chứ? Nghĩ nghĩ, nó lại bịa ra lý do nên trả lời mợ.
À, cậu ba vào giờ này hay ngủ mơ, không sao đâu mợ. Tầm tía về phòng là cậu lại điên khùng ngay à? À chết, con nhầm, là cậu bình thường như mọi ngày á mợ. Mà thôi, mợ ra ngoài đó tắm đi ạ. À. Trời hơi tối, mợ bước kẻo trơn. Con đưa cậu về phòng rồi hâm thức ăn cho nóng luôn. Út Lành gật đầu, cô không hỏi gì thêm. Mặc dù thấy hơi cấn cấn, nhưng kệ, từ từ rồi quen. Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, nên cô đi nhanh ra nhà tắm. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, Út Lành thấy nước trong dạ chỉ còn một ít, chỉ đủ cho cô tắm, chứ còn cậu với thằng Nô thì chắc không đủ. Định bụng một lát, sẽ vào hỏi thằng Nô gánh nước ở đâu, rồi tiện thể sáng mai cô gánh luôn. Về đến phòng, thằng Nô đóng kín cửa, xong nó quay sang cậu nói. Trời ơi, con đi giải quyết nỗi buồn cũng không xong với cậu nữa. Sao tự dưng cậu đứng lên chi vậy không biết? Gia Vĩ liếc thằng Nô một cái nói. Mũi cắn, đứng lên đập mũi. Ai biết giờ này có người mò ra tắm đâu. Nói đến tắm, thằng Nô chợt la lên. Chết rồi, khi chiều con quên gánh nước, giờ chắc còn đủ mợ tắm thôi à. Rồi nó nhìn sang cậu, tròn xoe mắt nói. Cậu nhường mợ tắm vậy, hôm nay cỡ dơ được không cậu? Mày đi gánh nước đi, khuya tao ra tắm. Tao có phải mày đâu, mà lội xuống ao sen cái là sạch rồi đi lên. Nó ngập ngừng. Nhưng cơm canh nguội lạnh hết rồi, còn phải đi hâm đã. Gia Vĩ cao mày nói. Thì mày đi đi, ai cấm cản mày đâu. Nghe được câu trả lời đúng ý mình, nên thằng Nô hí hửng bưng mâm cơm xuống bếp, chuẩn bị hâm. Còn Gia Vĩ thì bước xuống xe, đẩy đi về phía giường nằm xuống. Cậu thấy cái giỏ đựng quần áo của vợ mới cưới này bình dân vô cùng, lại càng chắc chắn đây không phải là cô hai gì đó hơn. Thời bấy giờ, sống theo lối phương Tây là nhiều, nên nhà giàu khá giả, có con gái thì son phấn, quần tây áo tây dữ lắm. Chứ đâu phải chỉ hai ba bộ đồ bà ba mới với mấy bộ đồ bà ba tối màu kia. Nhìn chất vải cũng chẳng phải là lụa hay tơ tằm. Chất vải khá cứng và thô, mà loại này chỉ có nhà bình thường, lâu lâu đám tiệc mới lấy ra mặc. Út Lành tắm xong, thấy khói từ nhà bếp bốc lên, nên cô đi thẳng qua phía đó. Dì mới gội đầu, nên Út Lành xõa tóc, lại mặc thêm bộ bà ba màu hồng nhạt, nhìn như màu trắng nữa, nên có hơi ghê. Cô đứng trước cửa bếp, cầm đèn dầu trên tay, chưa kịp mở miệng kêu, thì thằng Nô đã quýnh quán lên, nó hét rồi nhảy qua cửa sổ chạy đi mất. Trời đất ơi, cậu ơi cứu con, có ma cậu ơi. Út Lành ngơ ngác nhìn lại mình, từ trên xuống dưới một cái, hiểu lý do gì sao, thằng Nô như vậy. Cảnh ở ngoài tối om như mực, mà cô thì trắng toát, xõa tóc ra như vậy, nó không giật mình mới lạ lạ. Nhìn bếp lửa đang cháy phừng phực giữa chừng, nên cô xắn tay áo lên, tiếp tục việc thằng Nô đang làm dở. Tay cô thăng thoát, đảo chảo rồi hấp cơm hâm canh, thổi lửa, thêm củi, đều thuần thục. Trong lúc này chẳng giống cô hai con nhà giàu tẹo nào. Phía cửa sổ có hai cái bóng đen đang nấp bên ngoài quan sát. Thằng Nô rụt cổ, nói nhỏ với cậu ba. Trời, mợ ba mà con tưởng ai? Mà mợ cũng giỏi hả cậu ha? Nhìn mợ làm như vậy thì ai biết mợ là con nhà giàu đâu. Gia Vĩ đưa tay tán đầu nó cái bóp. Cậu nói, mày ngu, ai biểu mày thần hồn nát thần tính, chạy la loạn xả cả lên. Thôi, tao lên nhà trên tắm, mày ở đây canh đi. Ờ, giờ này lên đó đông người, nhỡ bị phát hiện thì sao? Kệ thay tao, mày lo việc mày đi. Cứ tưởng Gia Vĩ sẽ lên nhà trên tắm, nhưng không, cậu tắm ngoài ao sen. Ở đây âm u nên ít có ai bén mạng đến. Cơm nước vừa hâm xong thì thằng Nô xuất hiện. Tay nó cầm đèn dầu to ơi là to, đi vào bếp từ cửa sau, định hù cô một trận trả đũa. Nhưng chẳng thành, Út Lành biết là nó đi vào nên cô gọi. Nô, qua đây phụ tôi, bê mâm cơm này lên cho cậu ăn. Giờ này trễ lắm rồi. Thằng Nô ngơ ngác, hỏi trong ngạc nhiên. Ủa, sao mở ba biết là con? Cô vừa lấy bát ra vừa trả lời. Gian này có mấy người đâu? Cậu thì không đi được, tôi thì ở đây, không Nô thì là ai? Ma à? Thằng Nô đứng gãi đầu, mồm kêu ờ ha một tiếng, rồi nhanh tay bê mâm cơm. Nó nghĩ bụng, chắc nãy giờ cậu tắm thơm tho sạch sẽ rồi, nên cứ bưng mâm đi thẳng ra cửa. Không nghe tiếng chân ai đi theo mình, nên nó quay lại nhìn, thì thấy cô đang đổ nước sôi vào cái chậu, rồi pha thêm nước lạnh vào. Thấy thắc mắc, nó hỏi. Mợ ba còn làm gì? Mà không đi cùng con luôn, ở đây tôi không thấy ghê muốn chết hả? Cô nghe nó nói mà cười cười, trả lời. Tôi pha nước ngâm chân cho cậu.
Trời tối lạnh, ngâm chân cho nó ấm để cậu ngủ cho ngon. Xong rồi nè, đi thôi nô. Vừa nói, cô vừa bê cái chậu nước trong đó có thêm mấy lát gừng và chanh. Phải nói chứ, thằng nô đã há hốc miệng, nó chưa bao giờ thấy ai pha nước ngâm chân cho cậu ba hết. Mà cũng đúng, có ai ở được với cậu ba ngoài nó đâu. Mà nó thì hết cho heo ăn, lại đến cho gà bò ăn, quần quật cả một ngày. Thời gian đâu mà pha nước ngâm chân cho cậu ba. Với lại, cậu ba có bị què thiệt đâu mà ngâm chân. Thằng nô tính tình thiệt thà, nên nghĩ thẳng quịch tuệt trong bụng như vậy, chứ chẳng có ý gì. Đang đi giữa đường, Úc Lành mới hỏi đến chuyện cơm nước của cậu. Tại vì mấy cái đồ trong bếp đều bị hỏng hết rồi, không có dấu hiệu của sự nấu nướng thường xuyên, căn bếp lạnh tanh. Mà nô, tôi hỏi nè, bình thường cậu ăn cơm sao? Nhà trên mang xuống hay sao? Dạ đâu có mợ, cậu ăn ngoài. Không, không nhà trên mang xuống, rồi con đẩy cậu ra ngoài ao sen ăn. Xém chút là nó làm lộ chuyện, cậu toàn ăn ở ngoài, chứ không động đũa vào đồ ăn trên nhà trên đưa xuống. Lần nào nhà trên đưa cơm xuống, cậu cũng cho mấy con gà con vịt ăn, có hôm còn rải xuống ao sen nữa. Úc Lành gật gật đầu, cô định bụng mai ra chợ mua mấy đồ cần dùng về, tự tay làm cơm cho cậu ba ăn, nên nói với thằng nô. Vậy để từ mai, tôi lo chuyện bếp núc, còn việc bò gà vịt thì nô cứ từ từ chỉ cho tôi cách cho ăn và liều lượng như thế nào là được. Thằng nô nghe xong giật mình, xém chút nữa là làm đổ mâm cơm trên tay. May mà nó kìm lại được. Nó muốn hỏi lại lắm, nhưng lại nghe cô nói tiếp. Bình thường cậu chủ ngoan không hay quấy vậy nô? Tại tối nay tôi sợ có tôi, cậu không quen lại quấy thì phiền nô quá. Nhắc đến chuyện ngủ ngơi, hai con mắt thằng nô sáng rực gian xảo nói. Dạ, cậu ngủ xấu lắm mợ, chảy cá ke, còn nói mớ lung tung nữa, đêm nào cũng giật mình như đánh giặc tới nơi, có khi nửa đêm còn đòi ra ngoài chơi cưỡi ngựa đó. Nghe vậy, Úc Lành cũng có hơi sợ, cô bất giác nuốt nước bọt một cái ực. Dẫu biết là lấy chồng tâm trí lên năm thì có nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà chuyện này cô vẫn cần thời gian thích nghi một chút. Thấy cô im lặng, thằng nô hỏi. Sao vậy mợ, bộ mợ sợ hả? Không sao, nếu mợ sợ thì để cậu ngủ với con cũng được, dù sao con cũng quen rồi. Úc Lành đi gần đến phòng, cô nghiêm túc nói. Nô, cậu là chồng tôi, trước chưa có tôi thì cậu ngủ với nô là đúng, nhưng giờ có tôi rồi thì khác. Nhà mình ít người, sáng sớm làm đến tối mịt, ai cũng mệt, nên đừng đeo thêm việc vào mình, cứ để tôi. Thằng nô được một phen mở mang tầm mắt cùng cái lỗ tai, nó xém chút đã thốt lên thành tiếng trước những lời của cô vừa nói, nhưng mà nó kìm lại được. Quả thật thì nó cũng hơi nghi ngờ về mợ ba này, con gái nhà giàu sao có thể nói được những lời này chứ. Nhưng mà nó cũng trông chờ tối nay lắm, nó cũng muốn biết cậu sẽ làm thế nào khi ngủ chung giường với mợ ba. Lửa gần rơm không bén mới lạ, hơn nữa mợ ba đẹp quá trời, chịu gì cho thấu. Cửa phòng bật mở, thằng nô đặt mâm cơm lên bàn, còn Úc Lành thì đặt chậu nước ngâm trên bàn gần cửa sổ. Bàn nãy cô cố ý pha nước sôi già, nên sau khi cậu ăn cơm xong chắc chắn còn ấm để ngâm chân. Thấy cậu ngồi yên trên xe đẩy với mái tóc ướt nhẹp, tự dưng Úc Lành thấy cậu cứ như một người bình thường, có sức hút mãnh liệt. Cũng phải, tại cậu đẹp trai quá mà. Đáng tiếc. Thấy thằng nô đang xới cơm vào bát, cô mới hỏi. Nô, sao tắm không lau đầu cho cậu, để ướt nhem thế kia thì bệnh mất. Thằng nô ú ớ, rõ ràng cậu tự tắm liên quan gì đến nó đâu, nhưng nhận được ánh mắt bén ngót của gia vĩ nên nó bỏ ý định vạch trần kia đi, nói trong ấm ức. Dạ, cậu không cho con đụng vào phần đầu nên con không lao được, mà lao giúp con với, con sợ cậu lại đánh con. Úc Lành nghe thế thì cũng mũi lòng, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn, rồi đi đến cạnh cậu nói. Cậu để em lau đầu cho cậu ráo nước nhé, để dậy ngủ tối bệnh là phải uống thuốc đó, đắng lắm, mà đắng thì phải ăn kẹo đường, chắc cậu không thích đâu cậu ha. Thật sự Úc Lành xem gia vĩ là một đứa trẻ lên năm, còn cả thuốc đắng rồi kẹo đường nữa chứ. Thằng đô nhịn cười đến đỏ mặt, nó không thèm nhìn mặt cậu Vĩ, vì nó biết dù gì sáng mai cậu cũng tính sổ với nó. Úc Lành không nghe cậu nói năng la hét gì, nên trùm khăn lên đầu lau rất nhẹ nhàng. Cô đâu biết mặt cậu Vĩ bây giờ lúc thì xanh lúc thì đỏ đâu. Úc Lành vừa lau xong lại lấy lược chải tóc cho cậu, vừa chải cô vừa nói.
gội đầu xong phải lau tóc cho khô, rồi chải tóc cho gọn gàng. Sáng ngủ dậy cũng phải chải tóc rồi mới ra khỏi phòng. Hôm nay em gặp cậu mà cái đầu cậu rối nùi như tổ quả, như vậy là không nên đâu. Thằng Nô lúc này cầm chén cơm gắp đồ ăn mà bả vai nó cứ run lên bần bật. Dì nhịn cười, từ giờ cuộc đời của cậu nó có thêm một người mẹ trẻ rồi, sắp tới chắc có nhiều chuyện vui lắm đây. Thấy thằng Nô xới xong bát cơm to cho cậu, rồi Úp Lành lại hỏi, cậu có thể tự ăn được không hay là phải đút vậy Nô? Thằng Nô nhìn bát cơm rồi lại nhìn cậu Vĩ. Nó thấy mặt cậu đủ màu, đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó bớt giác, nuốt nước bọt. Giờ mà nói kiểu nào thì sáng mai cũng bị cậu tính sổ thôi. Thì nó quyết liền một phen, biết đâu lại thay đổi được số phận bị mắng ngày mai. Không thấy thằng Nô trả lời, Úp Lành gọi to một tiếng. Nô, có nghe lời tôi hỏi không vậy? Dạ, con nghe đây mợ. Tính khí cậu thất thường, ảm ảm ương ương lắm mợ. Có khi phải đút, có khi cậu tự ăn, cũng có khi cậu im lìm như mợ đang thấy đây nè. Nên con cũng không biết sao trả lời. Mà mợ ăn cơm đi, cậu ba cứ để con lo. Mợ ba mới về chưa quen đâu, sao hở một cái là cậu cắn như chơi đó. Da thịt con đây nè, dày nên chịu được. Không sao đâu mợ, thời gian còn dài mà. Nghe thằng Nô nói thế nên Úp Lành thôi không nói nữa. Cô nhìn cậu ba đang ngồi lì trên xe đẩy mà bất giác rùng mình một cái. Răng cậu chắc sắc như dao, cắn một nhát chắc mất một miếng thịt là toi. Thằng Nô quay sang nói với cậu ba, giọng điệu thì dỗ dành chứ đôi mắt nó tinh ranh hết phần thiên hạ. Nó cười cười nói, cậu, hôm nay con đút cơm hay là cậu tự ăn? Gia Vĩ nhìn nó nghiến răng nghiến lợi, nhưng đã giả vờ thì phải giả vờ cho trót. Cậu bắt nó đút rồi vung đầy mặt nó, làm nó miếu máu cười không nổi mà khóc cũng không xong. Cứ ăn được vài ba thìa, cậu lại phun ra đầy mặt nó. Là do thằng Nô tự làm, tự chịu, chứ làm sao mà trách được ai. Thấy cậu ba quậy thằng Nô quá, nên Úp Lành ăn cơm cũng không yên. Cô đi đến trước mặt cậu ba, kéo ghế xuống ngồi, nói thằng Nô đưa bát cơm cho mình, rồi nói nó đi rửa mặt. Sẵn, xới theo bát cơm to mà ăn, rồi nghỉ ngơi sớm. Ở đây để cô lo là được rồi. Thằng Nô nhìn cô lưỡng lự nhân nhị, chứ trong lòng nó vui như mở hội. Thiếu điều muốn phất cờ khởi nghĩa luôn rồi. Úp Lành giục nó mãi nó mới chịu đi. Khi nó đi khuất, cô mới quay sang nhìn cậu, thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu dành cho mình. Ánh mắt thâm sâu đến độ lạnh sống lưng. Cô cũng sợ cậu nổi điên cắn mình, nên đề phòng nói, em đút cậu ăn cơm no rồi đi ngủ, cậu đừng cắn em, tội em nghe cậu. Nào, cậu há miệng ra a một tiếng đi. Gia Vị cứ nhìn cô lâm lâm. Cô gái trước mặt này thật sự xem cậu là một đứa con nít lên năm rồi. Phóng lao thì phải theo lao, nên cậu bất đắc dĩ làm theo lời cô nói. Cô nói a, cậu lại mở miệng ra. Đút được một thìa cơm, cô lại kêu lên y hệt như mấy người mẹ trẻ chăm con. Thằng Đô nắp ở ngoài, nó cười không ngậm được miệng. Xem ra giây phút thảnh thơi của nó tới rồi. Nghĩ vậy nên nó quay lưng đi, chân quýt sáo thẳng một mạch về phòng. Trong phòng thì cứ vang lên những âm thanh lạ lạ. Bình thường khi các cặp đôi cưới nhau hoạt động phòng qua chút thì người ta náo loạn phòng thân hôn rất náo nhiệt. Nhưng ở nhà này ai cũng sợ cậu ba nên chẳng có ai xuống đây cả. Ông Thịnh với bà Mỹ lo tiếp khách khứa đến say sẩm mặt mày, không còn tỉnh táo. Bà Tư mới cưới về cũng vậy, cũng ngồi sòng bài đánh tứ sắc với mấy bà hội đồng khác. Chỉ duy nhất có cậu hai con bà Mỹ là không có mặt. Nghe nói cậu hai đi lên tỉnh nên không về kịp. Mà ý bà Mỹ cũng chẳng muốn con trai về làm gì. Làm anh mà để cho thằng em cứ vợ dược mặt trước, làm cho bà Mỹ quê với thiên hạ quá trời. Mà lấy quyền gì mà dám nói với ông Thịnh. Dù cậu hai lớn hơn cậu ba đi nữa, nhưng bà Mỹ chỉ sợ vợ ba không được cưới hỏi đàng hoàng, có danh không có thực, thậm chí còn thua xa so với bà Tư Liễu. Sau khi ăn cơm xong, Úp Lành bê mâm cơm xuống bếp, dọn dẹp xong xuôi hết, cô mới trở lên phòng. Thấy cậu ba vẫn ngồi một chỗ, cô mới nói, em đỡ cậu lên giường ngủ nghe, cậu nằm trong hay nằm ngoài? Gia Vĩ nhìn cô chầm chầm rất lâu sau mới nói, ngoài. Nói xong lại đưa đến trước mặt cô một tách trà. Vợ uống trà. Vĩ pha. Úp Lạnh nhìn ly trà, cô sợ cậu cầm lau mỏi tay nên nhanh chóng đưa tay nhận lấy.
Trà còn ấm, có cả khói thoang thoảng mùi trà thơm nước mũi sảng khoái. Cô hấp một ngụm, xong định bỏ xuống, thì cậu ba lại hét lên. Vợ, uống hết! Làm cô giật mình uống ực một cái, hết tách trà. Xong rồi Út Lành đỡ cậu ba lên giường. Cô nói cậu choàng tay qua vai mình, mà cậu chẳng màng tới lời cô nói. Bất lực nên Út Lành định vòng tay mình sang eo cậu để nhấc lên, nhưng người cậu cứ nặng như đeo chì. Hết cách nên cô đành nói. Nếu cậu chưa muốn ngủ thì mình găm chân một lát nhé, rồi lên giường ngủ nha cậu. Chơi cả ngày rồi, bây giờ phải đi ngủ thôi. Nói xong, cô đi lại cửa sổ, bê chậu nước đặt dưới chân cậu Vĩ. Ngước lên nhìn cậu, cô nói. Em cởi dép cậu ra để ngâm chân, cậu đừng đạp em nghe. Ừ, Tự Dưng được nghe chữ ừ mà Út Lạnh cứ như người trên mây. Giọng cậu ừ rất trầm, phải nói là có sức quyến rũ, dễ nghe vô cùng. Phải chi cậu chỉ ừ suốt ngày thôi thì tốt biết mấy nhỉ. Gia Vĩ nhìn cô gái đang tháo dép dưới chân mình cho, cẩn thận đặt chân vào chậu ngâm. Cậu khẽ híp mắt, thật sự cậu đinh ninh rằng đây chẳng phải Quỳnh Tâm, con nhà ông bà Xuân gì đó. Dù chỉ mới tiếp xúc, tiếng tăm của Quỳnh Tâm nhà đó không phải không có, ăn chơi nuôi trai ở kỷ diện và sành điệu như mấy cô sính ngoại trên tỉnh, chứ không có kiểu mặc áo bà ba rồi pha nước ngâm chân cho chồng như bây giờ. Đang suy nghĩ thì cảm nhận được lực massage chân nhẹ nhẹ từ đôi tay kia làm cậu ngứa ra người. Trên tay cô có vết chai, chắc chắn là dân làm việc lâu năm, chứ con nhà giàu tay ai cũng non mềm như búp sen, làm sao có mấy vết chai này được chứ. Vừa massage cô vừa nói. Em nghe người ta bảo ngâm chân với kết hợp massage kiểu tây này sẽ dễ ngủ và thoải mái hơn. Em mới học nên chưa làm tốt được, cậu thông cảm nghe. Đang massage thì Út Lành cảm thấy hoa mắt, mí mắt nặng trĩu, rồi ngã ngang ra gục đầu xuống, xem trúng vào tay xe đẩy mà Gia Vĩ đã kịp đưa tay đỡ đầu cô. Cậu gồng nãy giờ cũng mệt, giờ được xả vai nên thở phào một cái, nhìn người đang gục đầu trên tay mình, rồi đứng phắt dậy, bế ngang hông đặt cô lên giường. Cậu vén tóc cô cho gọn gàng rồi nói. Mà ngủ ngon nhé. Quý vị vừa theo dõi xong tập 1 của bộ truyện Con Hầu Thế Thân của tác giả Quyên Quyên. Sau khi quý vị theo dõi xong tập 1, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh và tác giả Quyên Quyên cùng với những khán thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn đến đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo.